là ta, ai là san mạnh nhất giờ gặp ta mau. Sàn nào có cái lưỡi hái nhìn lạ thế nhờ? Trông giống Ripper San lắm. Oh no. Sợ gì Ripper San, để ta xử lý. Ai bước qua Ripper San sẽ là San mạnh nhất. Nhìn cái lưỡi hái của hắn mạnh lắm. Sợ gì? Các em, để anh lên trước. Quay hôm nay chổi của ta mạnh hay lưỡi hái của ngươi lợi hại? Ta với ngươi làm gì bây giờ nhờ? Để xem bọn chúng đánh nhau. Nếu anh San thua, ta lên làm bá chủ. Đây chổi sắt của ngươi đòi đấu với lưỡi hái tử thần của ta sao? Ta lại sợ ngươi quá cơ. Ôi, hai tên kia đánh nhau quyết liệt thế nhỉ? Hay là ta với ngươi cũng thử sức chiến nhau đây? Chiến đi chiến, sợ gì? Yeah. À mà thôi, bây giờ mình đánh nhau tí lấy sức đâu ra mà chiến đấu với Ripper. Bây giờ mà đánh nhau thì mình thiệt hại chứ mình được cái gì? Anh San, ta chấp ngươi ra đòn trước. Ripper San, ngươi dám coi thường ta sao? Xem chổi của ta đây, coi chổi của ta đây. Tên Ripper này cứng thế nhỉ? Bây giờ đến lượt lưỡi hái của ta ra tay. Hình như là các tên San đang tranh đấu đại hội võ lâm và chờ coi San nào mạnh nhất thì chiến đấu với Skibidi Toilet ta. Kiểu này là mất vui đấy. Bây giờ mới đến cuộc vui đây này. Ăn cung trước hay là ăn xích trước đây? Hay là ăn quả xích này trước nhỉ? Em xin các anh tha cho em. Không tha được. Ôi trời ơi, mà nó hụt rồi.
San đến rồi. Skibidi Toilet, người ở đâu? Tên Toilet thối thối kia người ở đâu? Làm sao được bà Tha, mất bao nhiêu công ta tìm ngươi. Oh my god. Trời. Oh no. Không phải cười. Đã thế, ta cho người ăn cung. Cái tên toilet thối này, cái tên Skibidi này, chui ra mau, chui ra đi. Ngươi dừng đập đi thì ta chui ra. Được rồi, coi như ngươi chịu đầu hàng rồi đấy. Coi như ta chịu đầu hàng rồi đấy. Thì tốt lắm, tưởng Skibidi Toilet thế nào. Lần này á, ngươi đừng có mà giả vờ mắc tè đấy nhá. Được, ta không bao giờ thèm nói dối đâu. Ơi, đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa. Ôi trời ơi, có việc gấp, có việc gấp. Có việc gì, có việc gì? Xuất hiện một tên cái đầu như là cái bồn cầu ấy. Hắn có phải là Bikini Toilet không? Không, không phải, mà là Skibidi Toilet, chứ không phải là Bikini. Không cần phải tìm ta đâu. Tất cả dòng họ nhà San lên một lúc đi. Anh em chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Nghe nói tên Skibidi Toilet này nhiều chất thối trong người lắm. Tí đánh nhau chắc phải đứng xa xa một tí, cầm cái chổi của mình chọc. Tên này vừa nãy xịt cái hơi thối vào áo mình đây này, ngửi vẫn còn nuôi lắm. Tí phải về giặt tôi. Tí nữa tìm chỗ nào nấp lấy cung bắn. Tên Skibidi Toilet này thối lắm. Mình phải chuẩn bị tinh thần là mấy cái máy giặt, có khi giặt cả tuần với hết mùi hôi. Nghe nói trong cái thùng kia hắn chứa hơn 1 tấn phân. Thôi cứ để 3 tên San kia lên trước, tí lúc nào hắn tên Skibidi Toilet xịt hết phân mình lên sau. Skibidi Toilet ta đã sẵn sàng rồi, dòng họ nhà San ai lên trước? Để em. Tưởng ai, hóa ra là 2 tên bại binh này. Skibidi Toilet, cẩn trọng với lời nói của ngươi. Em túm tay nó rồi, cái đại ca lên đi. Thả chân tôi ra. Thả chân tôi ra. Đừng hòng bắt nhá, ta bắt được ngươi rồi. Chết rồi, 707 thất thủ rồi. Ta nói trước nhá, đừng có mà chơi cái trò phun chất bẩn nhá. Chất bẩn là vũ khí lợi hại nhất của ta, dại gì ta không phun. Trước khi hắn phun chất bẩn, mình phải ra tay trước. Đập cả ngày trời mà hắn không chui ra được.
tên Skippy đi toilet. Ngươi đừng có trốn chui trốn lủi nữa. Giỏi thì chui ra. Anh San, đấy là người thách ta đấy nhá. Tên Anh San này lợi hại thật, đỡ được đòn đầu của ta rồi. Anh San, ta sẽ cho ngươi ăn hết cái chất thải trong bồn cầu này. Rồi, ông Skippy đi toilet ơi, tôi xin thua trận. Chỉ còn lại mỗi tên Ripper San này, hắn là San mạnh nhất, cần phải cẩn thận với hắn ơi. Cả ba tên San kia đều thất bại trên tên toilet này rồi. Mình phải né đòn phun nước bẩn của hắn ra mới được. Xem người tránh được đòn nước bẩn của ta tới đâu. Hắn có tốc độ phi thường thật, hắn né được rồi. Mình né được đạn nhưng mà đúng là chất bẩn của hắn làm thối cả một vùng lên thật. Coi lần này ngươi có né được tiếp không? Hắn né được tất cả những đòn phun chất bẩn của mình. Ta đùa cợt với ngươi đến thế thôi. Giờ thì đến lượt Ripper Santa ra đòn. Coi cái bồn cầu của ngươi mạnh tới cỡ nào. Coi ngươi có thắng được ta nữa không? Ripper, đừng Ripper. Cho ngươi nói một câu cuối cùng. Xin tha cho tôi. Skippy Toilet ta thách đấu tất cả những sàn mạnh nhất trên đời.